Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc phối hợp với tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức trao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Căn thứ nhất được trao cho ông Phan Triệu Khổ, xã Thuận Thành, đang thờ cúng liệt sĩ Phan Thị Dẫn. Căn thứ hai được trao cho bà Quỳnh Thị Tư, thị trấn Cần Giuộc, đang thờ cúng liệt sĩ Bạch Giang Bán, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó, tỉnh ủy Đồng Nai hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà là 140 triệu đồng, số còn lại do hai gia đình góp thêm. Đây là việc làm hết sức thiết thực và đầy ý nghĩa nhằm tri ân gia đình có công với cách mạng, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.